Kính thưa quý vị đồng đạo thân mến, tôi biết hôm nay là ngày 29 của tháng 9 2023, thì bữa nay là ngày chính lễ, hai ngày chính lễ của độc lập ở chùa Một Lai, kinh kính tới tháng thứ 132, thì có tới sẽ cập nhật và quay lại cho quý vị đồng đạo cùng xem. Đây là chỗ đẩy bánh bò nướng với quý vị đồng đạo. Đẩy bánh bò nướng. Giờ này rất là đông quý vị đồng đạo ơi, càng ngày càng đông. Trong ngày hôm nay vừa qua ngày nay đây là gọt mắt quý vị đồng đạo, gọt mắt để đẩy du khách. Thank you.
Xin chào cô. Xin chào quý vị, đây là cô Đẩy Thôn Đẩy Đẩy là nữ của ông Đậu. Trong những ngày vậy thì đệ tử của đây là mít để giọt to nè quý vị thằng đạo. Tôi thấy là những người lễ hội này là tất cả là những cái dỗ của ông Đạo Lập là thứ 132. Đây là các thầy quý vị đồng đạo mọi người đồ thầy cũng để ông đăng ký làm tải cho quý vị. Khu này là làm mất tiêu. Cái của ông Đạo Lập là thứ 132 ở trên thẻ Sư La. Còn người đẩy vé mà hết rồi. Đây đãi bánh bò nướng rất là ngon, đúng rồi. Có nghĩa là tuổi lớn thì làm việc lớn mà tuổi nhỏ thì cho đâu bán đâu. Cho nên lúc này lại có chung câu nữa là tùy phong hóa nhân sản. Cho nên tùy theo cái cấp phong hóa thì tùy theo cái việc làm của mọi người. Quý cô mình gặp nhau mà thấy vui là để mình có thể phỏng vấn bé hay không? Phỏng vấn lớn luôn ha. Thôi mà mình nói nhỏ nhỏ rồi nó lớn quá người ta để ý ra đây ơi. Tên YouTube của mấy đứa con là một là Lâm Sầm Ổng, hai là Lâm Tham Bà Tự. Đó là cô cũng không nhớ. Thôi hỏi phỏng vấn về vấn đề lễ đi cô ơi. Quý vị nhìn thấy ha. Dạ. Để thấy hỏi một việc quý vị. Để về chung tay tặng lo dỗ của ông Đạo Lập lần thứ 152. Đây là ông Đạo Lập. Rồi cô có thể quay lại cho tụi con hỏi nhẹ được không cô? Cho hỏi cô mình. Nó gõ rồi nha. Dạ. Dạ. Cô đến đây phục vụ được mấy bữa rồi? Hai ngày. Hai ngày. Những tất cả những cơ hội của ông Đạo Lập có nhớ. Có thể mình nói xương cũng được. Chủ đời cô thì đời xa đời hậu rồi, cô cũng không nhớ được. Nhưng mà nhớ tổ tiên ông bà, ông nội đi lại với cha từng lúc mà còn bình thường, bị đỡ nhìn sinh đó. Thì những ngày đại lễ cũng không có, thầy phải về đây, giờ cô là đời hậu. Rồi con cháu còn phải chuyển về đại lễ này, cô phải về đây để ông Vinh với chăm họ để làm cái buổi lễ cũng xin tố cho nó hoàn thành. Dùng đại người Việt Nam, phải có nguồn cậu, phải là đất cá. Nói chuyện nghe dễ thương lắm. Cô muốn ghé đi nước ngoài không? Cô đi sao? Hả? Đi nước nào? Đi sao? Cô muốn đi là đăng ký không? Cô bán ghé cho công ty. Đi sao? Công ty nào? Công ty tôi biết ở Sài Gòn. Công ty nào? Ở Sài Gòn. Tôi biết ở Sài Gòn. Rồi rồi. Có quê nhà đó là chỉ có tám là được. Tôi đã nhà, bốn cái căn, hai, ba, cả, bốn,
cô quan đã làm cái chuyện cô tên điểm này nha. Tại chùa Bồng Lai lễ của ông Đạo Lập thứ 152 thái trung sân viên tám chín một Dạ kính thưa quý vị đồng đạo thân mến, cho biết hôm nay là ngày tính lỗ của ông Đạo Lập, còn gọi là ông Phạm Thái Trung, lần thứ 132, ngày sinh năm 1891, lần thứ 132, thì xin mời quý vị đồng đạo cùng quốc tế cập nhật lễ hôm bữa nay. Thank you.
thấy cho quý vị đồng đạo đi lễ rất là đông, thì có tới sẽ cập nhật lễ hôm nay với ngày mai là ngày chính lễ của ông đạo Lộc. Ở chùa Bồng Lai này là còn gọi là kinh Vĩnh Tới á quý vị đồng đạo, ấp Bà Bài còn gọi là ông Thẻ số 3. Thấy quý vị đồng đạo quý du khách đến dự lễ ăn uống rất là đông vui, trước cúng thì sau thì mình bỏ với tất cả là miễn phí. Đây là chỗ đẩy bánh bò nướng với quý vị đồng đạo. Đẩy bánh bò nướng. Giờ này rất là đông quý vị đồng đạo ơi, càng ngày càng đông trong ngày hôm nay và ngày mai. Đây là gọt mắt quý vị đồng đạo, gọt mắt để đẩy du khách. Đây là chỗ đẩy gọt mặt hàng. Xin chào cô. Đây là mít để gọt to nè quý vị đồng đạo. Lễ hội này là tất cả là miễn phí, dỗ của ông đạo Lộc thứ 132. Thì quý vị đồng đạo có coi được thì cũng nhớ vô bấm đăng ký cho phút tới quý vị. Khu này là làm bánh tiêu. Thank you.
Còn đây đẩy vé mà hết rồi. Đây đẩy bánh bò nướng rất là ngon. Cho đâu bán đâu. Cô ơi, mình ra bến xong mình đón cá mấy cô. Cá đây miếng ngay. Để thấy cái lượng gạo á. Trong năm nay á thì cái giá lên rất là khủng ở đây. Đây để làm sao không? Tôi thấy cái lượng gạo trong cái đất nước Việt Nam chúng ta năm nay và nói riêng và nói chung là tất cả trên thế giới thì cái lượng gạo hôm nay cái giá lên rất là cao ha. Mà quý cô quý chú cũng như đại cơm không đồng nè cũng dẫn anh nhiệt tình luôn đi, mặc dù là gạo mắc ha nhưng mà dẫn đã nhiệt tình cho bà con là không đồng luôn, là để thấy trên một cái tinh thần của người Hòa hết sức là thể hiện rõ rệt ha. Thường mình có cái thường có người mình chuyển gạo tại vì để mà cứu cả cái ông lớn xuất ra lớn ngoài nè đứng ngoài chỉ ông cái giờ rồi đi xuống ngoài này người ta xuất ra nhà chuyện mua chơi và chở cả ông xuất ra bưng lên bây giờ đầu nặng đó, cô nha. Đúng rồi. Cái những gì đó muốn hay quay đó, có hay quay luôn. Phải chịu quay. Đây vô đâu đó đâu. Cái này. Cái cũng đã ngồi ông đi vô đây cái. Đúng rồi. Đây thì không có ý quay. Tâm thiện, tâm lành. Và tính gì có cái tâm lợi, cái tâm lợi có thể là tầm cao mới, về có tâm thì về có tầm, thì cái việc tâm thì tầm sự thị rất là ít cho mọi người và cho thế nên mới có câu là phúc tuy không thấy mặt còn tài tuy gần gũi mà mò đi kia đó, cho nên là phúc thấy mình làm vậy không thấy nhưng mà nó còn mãi mãi như vậy, nó sẽ lưu lại từ ở kiếp này và kiếp sau nữa. Còn đúng rồi, cái công đoạn của bún riêu thì phải có rau muống, phải có giá dầu quá nhỉ ở đây. Bên đây quý cô lại gọt về mối sen rồi giá nữa. Mọi người nhìn thấy ai nhỉ quá ha. Cô này ăn cứng à? Vậy là hai đẹp. Đúng rồi. Ăn một bó 30 ngàn, trồng gãi một cái 50 ngàn. Đây là xe đồng đạo đi lãi nha quý vị đồng đạo. Các tỉnh đổ về như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau để dự lãi của ông đạo lập lần thứ 132 ở chùa Bồng Lai. Bà bài kinh nghiệm tới thì xin quý vị đồng đạo có rảnh thì ngày mai đi lễ của ông đạo lập ở bà bài kinh Vĩnh Tới nha, tất cả là đồ ăn miễn phí. Phía bên đó là chùa Bồng Lai quý vị, cách một con sông đi qua một cây cầu.
ông đạo lập này là trong 12 vị đệ tử. Hàng năm thì vào dịp này thì tổ chức ngày giỗ cho ông.